Đây là công viên Khánh Hội. Ngày hôm nay bây giờ là gần 12 giờ rồi. Công viên rất là vắng luôn. Để đi thử một vòng công viên này chơi thử ha. Công viên Khánh Hội được xây rất là đẹp. Buổi trưa nắng lắm. Nó sẽ chia ra rất là nhiều khu. Có sân banh. Với lại một phần nữa thì có khu vui chơi dành cho con nít nữa. Chung rất là nhiều khu luôn. Đây là cái lối vào nè. Ở phía đằng dưới là cái khu trò chơi. Có những cái trò chơi như là nhà banh rồi xe điện, xe lửa, đu quay này kia. Chơi bên đó thì mất phí, có xe xích lô mini nữa. Ở phía bên này là sân banh. Có sân banh với lại cầu trượt dành cho con nít nè. Khu trò chơi dành cho chị em dưới 10 tuổi hay 8 tuổi gì đó. Nó có những cái cầu trượt đu quay. Cầu trượt. Có mấy cái con bập bênh nữa nè. Mấy con thú nhúng chứ. Thú nhúng bằng lò xo, con nít ngồi lên được. Nhưng mà có vài con nó bị hư rồi, không? Cái lò xo nó bị xúc ra rồi. Công viên này chắc ai ở quận 4 thì cũng biết rồi đúng không? Khu này nè, là cái sân két. Có những cái trò chơi dành cho con nít như là xà đơn, đu quay, xích đu nữa nè. Cái xích đu này thì nó là bằng những cái lốp xe tải đó, với lại dây xích. Đây là khung cảnh buổi trưa. Ngày hôm nay trời hơi nắng. Mấy hôm nay trời rất là nắng luôn, ngày nào cũng nắng hết. Cái công viên này mình nhớ là quay từ hồi được xây dựng từ hồi năm 2007 2008 gì đó. Năm 2008 thì mình với bạn mình có ra ngoài đây ngồi nhìn qua ở phía bên đó. Ồ, con chó nó đào hay nó nằm. Con chó đào hay nó nằm. Hay nó đào hay nó nằm không? Nằm đi. Ở đây là toàn cảnh cái khu. Mấy cái này là bằng sắt nha. Con nít này kia để cho nó leo trèo á, nó tập thể dục này nọ đó. Ở đây có một cái cầu trượt nhỏ nè. Cái cầu trượt này thì nó làm bằng tre. Khi mà mình trượt xuống thì nó sẽ xoay theo cơ chế giống như là con lăn vậy. Cái này là xà đơn. Cái xà đơn này cũng lùng rồi. Có cài mấy. Có cầu trượt, mình sẽ lên trên đó mình trượt xuống được. Mấy lần trước thì ở đây là cái hồ nè, cái rãnh này là một cái hồ nhỏ. Có con ếch, con nhái và lại mấy con nọc nọc. Bây giờ cái hồ bị rút hết nước rồi. Có cái cầu trượt. Tôi sẽ theo lên. Đây leo lên trên này. Trên đây cũng khá là cao, có thể nhìn thấy xung quanh cái công viên, quan sát được xung quanh cái công viên luôn. Phía ngoài đó là đường Khánh Hội, có mấy cái quán ăn. Cái vậy cái khu đó là những cái nơi mà dành cho bàn ghế ăn uống. Đây là cái hội trường nè, cái sân khấu. Vào những hồi đó không biết bây giờ còn hay không, mà hồi đó khoảng năm 2008 2009 gì á, những khi mà có những cái tiết mục hội chợ hoặc là những cái ngày mà tổ chức lễ hội á, thì ở đây có múa nhạc hát thì được lên trên đó ngồi. Thấy mấy cái toa xe lửa phía đằng kia không? Đó mấy cái toa xe lửa đó đó, ngày xưa là những cái kiosk người ta mướn để người ta bán đồ á. Và từng cái toa xe lửa đó là người ta sẽ bán một món giống như là bánh lăng, chè, cà phê, nước ngọt, đồ chiên, cái viên chiên này kia đó.
Nhớ hồi xưa là hồi năm 2008 phải, mình với lại mấy đứa bạn của mình đó mua đồ, mua bánh lăng ngay chỗ đó đó, chỗ mấy cái toa xe lửa. Rồi sau đó thì leo lên trên này ngồi, ngồi ngay cái dãy ghế mà màu xanh ở trên cùng á, màu xanh dương á, ở trên cùng á. Mười mấy năm trôi qua rồi, cũng không có còn chơi với tụi nó nữa. Phía bên đây thì có bập bên nè, có xích đu nè. Không, đó, toàn cảnh cái khu sân cát vui chơi dành cho mấy em thiếu nhi. Người lớn ra đây chơi cũng được lắm. Nói chung công viên này mát lắm. Tuy là bây giờ là gần 12 giờ trưa mà thấy rất là vắng không. Cây xanh cũng nhiều nữa, chim chóc bay búa xua luôn. Có rất là nhiều những cái mảng xanh nên là mát. Chỉ có điều đó là khi mà ra đây vào trời mưa thì cũng không có chỗ để núp mưa đâu. Giờ là những cái cây này nó thưa quá, không có núp mưa được. Rồi, mình sẽ leo lên cao hơn, sau đó thì mình sẽ trượt xuống. Và nên nhớ là cái khu này là dành cho con nít nha, chứ không phải là dành cho người lớn đâu. Đó, leo lên trên đây là leo lên đỉnh luôn nè. Mình có thể trượt xuống được. Nhớ về tuổi thơ ha. Ui, xong xong rồi, đi xuống rất là nhanh luôn. Thay vì phải đi cầu thang xuống thì mình trượt xuống một cái một. Sau đó thì có con chó nữa kìa. Con chó nãy đó, con chó nãy nó đào lỗ nó nằm đó. Không hiểu sao mà mấy con chó này nó khoái đào cát nó nằm, đúng không? Kiểu như là trưa nắng nó nóng á, rồi nó đào cát thì cái lớp cát ở dưới nó sẽ ẩm mướt hơn, nó mát hơn. Cái lớp cát ở trên nó nằm, đúng không? Nó nằm nó thở phì phò luôn. Thôi để cho nó nằm đi. Nè, cái chỗ bập bênh để mình nói đây nè. Có vài cái thì nó bị hư rồi. Cơ chế của nó là chơi đối trọng đây. Nếu mà hai người cùng ký với nhau á thì nó sẽ, người này nhảy lên nhúng thì người kia sẽ văng lên. Mà nó hư rồi, nói chung là nó bị rệu rã hết rồi. Cái này rất là lâu rồi đó. Mình nhớ hồi xưa mình với nhỏ bạn mình đi ra ngoài đây mua bánh Honoré ở chỗ mà đường Khánh, ngã tư đường Khánh Hội với Hoàng Diệu á, đối diện cái FPT shop bây giờ. Mua bánh hai đứa ra đây ngồi ăn nè, nhìn qua ở phía bên kia. Ngày đó ở phía bên đó đó là một cái bãi đất trống, rồi sau này thì người ta cho gửi xe. Thấy buổi trưa rất là vắng không? Công viên lè tè le que không có ai đó, vắng hoe. Cái này là nhà văn hóa thiếu nhi quận 4 nè, mới xây cũng bự lắm. Hồi đó ở phía bên đó đó là Kids City. Kids City tức là cái thành phố hướng nghiệp dành cho mấy đứa con nít nó chơi á. Thì ở trong cái thành phố đó với mình là một cái thế giới thu nhỏ vậy á. Nó sẽ có rất là nhiều những cái nghề nghiệp bác sĩ rồi công an cứu hỏa này kia vân vân. Thì tụi nó vô trong đó tụi nó chơi. Rồi sau này dịch Covid á, xong rồi cái nó không có còn nó không có còn hoạt động nữa. Ồ, có cái con gì nè. Đây có con gì có màu nè, thấy không? Trên gốc cây nè. Ồ, con tắc kè, con gì nó có màu nè. Đó. Rồi nó chạy rồi. Đó, rồi sau này cái dịch ở trong đây nó không có còn hoạt động nữa. Chỉ còn lại nó đóng cửa thì vẫn còn cái khung nhà của cái city. Rồi bây giờ thì được sang phẳng rồi, được ủi phẳng luôn rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại một cái vùng đất hoang như vậy, hoang vu, giống như là bình địa vậy á. Nhớ là trải qua một cái trận sóng thần càn quét, động đất càn quét hết trơn. Giờ còn một cái bãi đất trống thôi. Ở phía bên trong đó thì là ban chỉ huy quân sự quận 4 mới vừa xây ngày đó, cách ly Covid ở trong đó đó. Rồi sau này chắc cái trọng giống như là đào ao nuôi cá này kia, tăng gia sản xuất ở trong đó đó. Ồ, ở đây có cái
không biết trồng cây gì. Ủa, không biết này cây gì ta. Không biết cây gì luôn. Mà nói chung là có những cái cây mới được đang trồng lên. Đó, khu ở trong đó giờ trống quắn, vắng hoe, trống bờ, trống quắt à. Những cái cây trúc nè. Từ cái thời mà cái city á. Mà bây giờ thì cái city dẹp rồi. Cây tre, cây trúc thì cũng không ai chăm. Nên là nó bị ngã màu, nó bị úa hết trơn luôn. Thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi ha. Nó khu đó là dành cho con nít trên, lúc nãy mình có quay bên đó đó. Rồi cái khu này, cái bãi đất trống ủa hôm bữa mới cho giữ xe mà sao ngày hôm nay không có thấy chiếc xe hơi nào đó. Chỗ này là cho giữ xe hơi á. Đây mình nói nè, chỗ này là khu dành cho con nít nó chơi nè, thấy không? Những cái gì mà đâu có đâu, con nít đâu có, giờ nó đâu có chơi nữa đâu. Đó, bây giờ giống như kiểu giống như là để trống vậy. Nó những cái vàng đu quay xe lửa phía đằng kia cũng mát, trưa thì nắng cũng nắng mà mát cũng mát, vừa mấy vừa nắng. Khu trò chơi có cho mướn xe đạp, xe xích lô này kia tùm lum. Thôi để chỗ này có nhà banh nè. Hồi xưa con nít nó rất là thích chơi nhà banh, mà bây giờ có nó cũng không chơi nữa. Nên chỗ đó đâu có ai chơi đâu, ít người chơi lắm. Công viên này rất là rộng nha. Nó tự tự giống như sở thú vậy đó. Nhưng mà chỉ có ở đây là không có thú thiệt thôi. Ở công viên mà đâu phải sở thú đâu, có thú thiệt. Thí dụ mà có thú thì chủ yếu là mấy con chim, rồi mấy con chó của bảo vệ nuôi ở đây. Cũng có mèo hoang nữa. Nhìn thì nhìn đấy chứ giờ nó cũng, đây cái khu này nó cũng hơi bị hoang tàn á. Do là những cái vật liệu, là những cái vật dụng trò chơi này nọ đó bị hư thì người ta quăng ra ngoài đây. Thấy không? Giống cái này giống như là một cái bãi tập kết phế liệu vậy. Ồ, nó gần xịt nước rồi. Để mình đi nhanh nhanh một chút xíu nữa, đúng khoảng 12 giờ phải. Nó xịt nước ướt nhẹp luôn. Không biết 12 giờ hay 12 rưỡi 1 giờ gì á. Nói chung là có những cái ống tưới nước tự động nè. Thấy không? Nó sẽ xịt nước. Nó tưới ướt nhẹp luôn. Ướt như chuột lột vậy á. Có những cái khung nè, cây ủ nắng thành một giống như là một cái túp lều vậy. Nhưng mà trời mưa vẫn đâu có che mưa được đâu, như uống cho đẹp thôi. Đó, những cái thiết bị tập thể dục của người dân quận 4. Nhưng mà buổi tối ở đây cũng rất là vắng nha, cũng không có đông gì mấy. Nhưng cái kiểu là người ta đi làm về mệt của người ta chỉ muốn ở trong nhà chứ không thích tập thể dục vậy. Đây cũng có cái rổ để quăng nữa nè, mà không có ai quăng mà cũng rách rưới tùm lum rồi. Nó trong đó thì nó đang trồng cây. Ồ, con chó kìa. Ồ, nó chạy rồi không? Nó chạy đó. Chim bay nè. Cũng có chim á chứ, chim sẻ. Ồ, còn cờ hở.
thấy cái công viên vắng vắng vậy thôi chứ camera rất là nhiều nha. Hầu như là nếu như mà mình không có một cái hành động gì đó là thôi, chứ mình có hành động gì đó là đều được camera ghi lại hết. Đây trên những cái cột điện nè, thấy camera không? Với lại có loa phát nhạc, nó camera rất là nhiều luôn á. Khoảng độ đâu đó mười mấy năm trước, chục năm trước thì làm gì có camera. Có tượng, có mấy con trâu nữa nè. Một gia đình trâu, trâu mẹ, trâu con với trâu cha ở dưới cái dũng bùn bằng đá này, chứ không phải là trâu thiệt đâu. Ở phía đằng kia thì cũng có tượng của con hươu cao cổ nữa, rất là đẹp. Buổi tối á, những cái dãy đèn này nè được thắp sáng lên thì nó có rất là nhiều màu sắc, màu xanh dương, màu cam, màu trắng, màu đỏ, màu hồng gì đó, rất khá là nhiều. Xung quanh những cái công viên, xung quanh công viên này á, toàn là cây xanh với lại trồng hoa không à. Nhìn hoa nè, đó, hoa tím luôn, đẹp ha. Đi tiếp thôi. Một cái mảng xanh nó quần tư. Sau này thì nó còn mở rộng ở phía dưới kia nữa, mà không biết tới khi nào thôi. Ồ, ở đây có mấy cái lỗ của con chuột nè. Mấy cái lỗ chuột á, mấy con chuột nó chạy qua chạy vô. Biết vì sao nó cái lỗ chuột không? Nó tha lá trong lỗ á, nó lót lá trong lỗ á, nó làm ổ trong đó đó. Cái khung này hôm bữa có cái máy tôn che, mà bây giờ bị tháo máy tôn che ra rồi, còn có cái khung chỗ lũi à. Thấy dưới này là ngõ cụt đúng không? Thì hiện tại là nó là ngõ cụt thiệt, nhưng mà sau này nó sẽ mở rộng ra qua bên kia luôn. Ở đây á, có một cái con kênh nhỏ, có thể quan sát được cái con kênh ở đây nè. Đó, thấy con kênh không? Ở phía đằng kia nữa, chưa có ra được, bị khóa lại rồi, chưa có ra được. Một thời gian nữa thì chắc sẽ ra được ngoài đó. Đi tiếp thôi. Phía bên đó lúc trước là cách ly Covid á, cái chỗ lúc nãy mình nói á. Sau này cái phường đội lấy lại làm giống như là một cái khu tăng gia sản xuất, thành một cái nơi đóng quân của dân quân tự vệ ở đó đó. Tại vì khu ngoài đó cũng rộng lắm chứ không phải hẹp. Rồi đi qua bên đây. Cái đoạn đường đi này á, không thấy một cái đó là những cái tảng đá như vậy nè, nó có mấy cái lỗ á. Đôi lúc đó mình đi cái mình bị trượt chân xuống mấy cái lỗ đó, bị bong gân luôn. Hoặc là những người mà họ buổi tối họ chạy bộ ở đây á, tuy là cái đoạn đường rất là đẹp nhưng mà có mấy cái lỗ như vậy á, có mấy cái khe như vậy nè, khó chạy lắm, chạy bị dắt bị vướng hoài à. Nghe tiếng chim chim hót không? Điểm cộng ở cái công viên này đó là có những cái thùng rác dọc theo đường đi, để cho người dân có ý thức đó, không có xả rác bừa bãi. Nè, ở phía đằng đó thì có mấy con hươu, mấy con nai gì kìa. Vẫn là nai giả, hươu giả, nhưng mà có con chó là thiệt. Đó, con chó này đang bò đó. Không, kêu nó cũng không phản ứng gì. Mát ghê luôn á, buổi trưa đi dạo ở ngoài đây mát lắm. Gió nhiều á, với lại phần có những cái tán cây xanh á, nên là gió thoáng ghê luôn. Ồ,
Này mới để ý là có một cái khu đất trống chứa xe rác, xe công nhông kia ở phía bên đó. Chim bay cả. Đây nè, để cho xem hai chiếc xe cổ. Xe này là xe thiệt nha, chứ không phải xe mô hình. Nhưng mà do là vì nó quá gọi là nó quá cũ, nó quá cổ, nó quá nát, không thể nào mà cải tạo được, nên là người ta dựng mấy chiếc xe đó, người ta làm tiểu cảnh luôn đó. Họ đắp cỏ giả lên trên xe luôn, bánh xe xúc luôn, cái phần đầu xe lọc gió lọc gì xúc hết luôn. Nhưng mà mình vẫn có thể mình nhìn ở phía bên trong xe được chứ, nó vẫn còn những cái đồ nội thất mà không biết trong này có rắn hay không, ghê lắm. Do ghê á, bởi vì nó quá cũ đi, với lại phần mấy cái rác rưới này kia ở trong xe á, thấy không, có ghế trước ghế sau, cửa sổ cửa kính gì, xích beo vô lăng gì, cần số gì đủ hết á, có cái cửa gió nữa nè. Mặt đồng hồ này cũng không thể nào mà nhìn được ở phía bên trong, do là kính nó cũ quá, nó bị mờ hết rồi đó. Chiếc xe đó thì cũng vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. Vậy là cũng gần hết cái công viên rồi đó. Đi bộ khoảng chừng 10 phút là hết công viên này thôi. Do là vừa đi và vừa quay á, nên là cái tốc độ đi nó không có được nhanh cho lắm. Đó, mọi người thấy chim không? Chim sẻ kìa. Buổi trưa có người ta ra đây, người ta rải gạo cho mấy con chim sẻ nó ăn á. Nên là cứ đúng giờ để nó cứ xà xuống ăn thôi. Lúc nào cũng có sẵn gạo hết. Đó, cơm gạo này kia nè, mấy con chim nó ăn. Ở đây có một cái hồ nữa nha, cái này gọi là cái hồ sen, hồ cá gì. Cái độ sâu của nó là 0,8 mét, đối với người lớn thì không có nguy hiểm gì, té xuống thì cũng ướt người thôi, nhưng mà đối với mấy đứa con nít á, 3-4 tuổi này kia, thì đối với tụi nó là đây là nước sâu. Nè, bông hoa nè, hồ sen có cá nha. Ai nói hồ này không cá, hồ này cá rất nhiều luôn á, thấy không, có những con cá cam cam á, nhưng mà nó trời nắng quá hay sao á, nó trốn ở dưới nước hết rồi. Nó hồ nè, hoa sen hoa súng gì á, nó bông sen nè, có búp sen luôn, mà mấy cái búp sen đó nó còn non chưa có ăn được đó, búp sen nè. Có những người họ thiếu ý thức thì họ cứ xả những cái chai nước suối xuống, làm cho cái hồ này nó càng ngày nó càng nhiều rác. Nó có sen ở dưới à, nhưng mà đâu có đồ đâu vớt nó lên được. Nhiều hoa không? Hoa rất nhiều luôn. Ở ngoài đó là cái quảng trường. Mà giờ ở ngoài nắng lắm, cũng không có gì đâu. Thôi thì cứ đi dạo trong đây là được rồi. Nè, những cái bông hoa nè. Chụp Mickey với lại cái tiểu cảnh. Tiểu cảnh hồi Tết á. Chúc mừng năm mới 2024, có hình con rồng. Đây cũng có thêm một cái hồ súng, hồ sen nhỏ gì nữa nè. Mà cái hồ này thì không có búp sen nha, có bông sen với lá sen thôi, có cái búp nhỏ xíu xíu à. Cái lối đó là cái lối ra, mình đi thẳng thì mình có thể đi ra ngoài kia được, đi ra ngoài đường lộ được luôn. Và băng qua bên kia là đường Khánh Hội luôn, xe đang chạy ở ngoài đường Khánh Hội á.
Ủa, ở đây lại có thêm một cái tiểu cảnh nữa ta. Sơn thủy tức là nước với lại đá. Nó dọc dọc theo công viên có rất là nhiều những cái bàn ghế cho mình ngồi. Đây là bông hoa nè, ba ông Phước Lộc Thọ. Nơi này thì có vài chú mục đồng. Mất cây sáo rồi.